Đặc nhiệm hình sự bắt bị can đang mang hai lệnh truy nã. Công an cho biết, Thao Điên đang mang hai lệnh truy nã về tội giết người và tội tổ chức đánh bạc. Tối ngày 13 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đội đặc nhiệm, phòng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ một bị can đang bị truy nã. Theo đó, Công an đã bắt giữ Dương Văn Thao, tức Thao Điên, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo cơ quan Công an, Thao Điên đang mang hai lệnh truy nã, gồm quyết định truy nã số 20 ngày 1 tháng 4 năm 2021. Của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội về tội giết người và quyết định truy nã số 82 ngày 2 tháng 7 năm 2019. Của Công an thành phố Hà Nội về tội tổ chức đánh bạc.